I'm sorry.
OK, vậy là bây giờ đã là 7:10 rồi, thì Khang cũng xin phép bắt đầu về một cái bài thuyết trình và cũng như cái bài nói cho các nhà đầu tư có thể hiểu được bốn mẹo để trở thành một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì trong cái phần nội dung của Khang nói trong ngày hôm nay nó sẽ gồm có bốn mục. Đầu tiên là Khang sẽ giới thiệu cho mọi người biết về sàn Boston Med, và cái thứ hai sẽ đưa cho các nhà đầu tư về bốn cái mẹo trên và cũng như là cái cách thương vụ hấp dẫn và tiềm năng trong tháng 8 này. Và phần cuối cùng, các nhà đầu tư nào có câu hỏi nào thì có thể hỏi trực tiếp để Khang có thể trả lời cho mọi người. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ đến với lại sàn Boston Med. Thì Boston Med thì cũng đã có khá nhiều người biết. Thì trong hôm nay thì Khang sẽ nói sơ một xíu, sơ lược lại về sàn Boston Med. Thì sàn Boston Med được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu là tìm kiếm các giải pháp lý tưởng và mang lại hướng đi mới cho hoạt động đầu tư. Thì nhắc đến Boston Med là nhắc đến sự tin cậy trong giới đầu tư. Chúng tôi là cam kết thiết lập một chuẩn mực mới về chất lượng và đổi mới trong ngành giao dịch toàn cầu. Thì Boston Med ra đời với sứ mệnh mang lại một kỷ nguyên mới và triết lý đột phá cho ngành môi giới toàn cầu. Còn đây thì Khang sẽ nói sơ cho các nhà đầu tư biết về hiện tại tại sàn Boston Med sẽ có 4 loại tài khoản cũng giống như một số sàn khác, và sẽ có đặc biệt hơn là ở về tài khoản của cao cấp. Thì đầu tiên, tài khoản tiêu chuẩn thì nó sẽ gồm cho các nhà đầu tư chuyên giao dịch của các sản phẩm luôn, không riêng về một cái sản phẩm kỳ nào hết, ví dụ như vừa cổ phiếu vừa forex hoặc là vừa hàng hóa. Thì tài khoản này thì mức phí nó sẽ dao động từ 1.1 bip và đòn bẩy có thể lên tới 1/1.000. Và ngoài ra còn có những cái chương trình như là miễn phí phí qua đêm và bonus cho loại tài khoản. Còn các loại tài khoản tiếp theo là tài khoản cố định. Tài khoản này chuyên để các bạn có thể đầu tư về lĩnh vực ngoại hối, bởi vì cái phí của nó sẽ được cố định, mặc dù nó sẽ cao hơn mức bình thường nhưng mà nó sẽ không có trường hợp trượt giá hoặc là giá có sự thay đổi quá cao so với mức của thị trường hiện tại. Và cũng như vẫn sẽ có bonus và miễn phí phí qua đêm cho các bạn kích hoạt tài khoản với số vốn tối thiểu là 2.000 đô. Còn tài khoản ECN là tài khoản sẽ chuyên cho các bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu, bởi vì cái fee spread của nó rất là thấp để các bạn có thể an toàn đầu tư và cũng không sợ về vấn đề trượt giá của thị trường cũng như về vấn đề phí, bởi vì tài khoản này phí dành cho cổ phiếu rất rất là thấp. Có ai có thắc mắc về ba loại tài khoản này thì có thể nhắn tin trực tiếp nha, để mình có thể hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Còn về tài khoản cao cấp thì không cần nói đến rồi, thì các loại phí có thể thấp hơn đến 1/5 lần so với các tài khoản hiện tại gồm tiêu chuẩn cố định hoặc là ECN. Về phần này thì nếu mà các bạn ngại hỏi trên đây thì có thể nhắn tin trực tiếp cho Bảo để Bảo có thể hỗ trợ cụ kỹ hơn. À, vốn khoảng bao nhiêu cho tài khoản cao cấp thì bạn chỉ cần kích hoạt với số vốn là từ 5.000 thôi, thì mình đã xác nhận cho bạn về cái tài khoản cao cấp này rồi. Nếu mà bạn ngân mà nếu mà bạn chơi vàng thì nên mở tài khoản nào, thì sẽ có hai loại tài khoản. Nếu bạn dự định đầu tư trong thị trường này với số vốn mà không cao lắm á, thì bạn có thể mở với tài khoản cố định hay còn gọi là tài khoản fixed á, thì nó sẽ cố định mức phí của bạn và không bị giãn nở khi thị trường có những cái bản tin biến động mạnh diễn ra trên thị trường. Hoặc là bạn có thể mở tài khoản cao cấp thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giới hạn toàn bộ các loại phí mà bạn đang chi trả lại cho sàn. Spread bên mình vàng ha bạn. Vàng thì phí spread sẽ là từ 16 trở lên, nhưng mà thường là nó sẽ ở mức 16 đến mức 20 mấy thôi, thì cũng khá là thấp để cho bạn có thể lựa chọn. Hiện tại là mình thấy câu hỏi từ Trung Kiên là tài khoản pre được hỗ trợ đòn bẩy 1/1.000 đối với sản phẩm nào và vốn bao nhiêu để kích hoạt. Thì hiện tại là đối với các sản phẩm giao dịch hiện tại thì mình sẽ xét được
ở khu vực châu Á, Đông Nam Á của mình á, là cái đòn bẩy cao nhất cho ngoại hối là 1,5 nha bạn. Đòn bẩy 1.000 thì phải xin gia hạn thêm. Tuy nhiên thì để mà đầu tư an toàn á, thì mình chỉ khuyến cáo các bạn nên đầu tư với cái đòn bẩy hiện tại là 1,5 thôi. Và vốn bao nhiêu để kích hoạt thì tài khoản premium như mình có nói trên á, thì chỉ cần 5.000 trở lên là bạn đã kích hoạt được tài khoản premium này rồi. Còn nếu mà không có câu hỏi nào thì Bảo Khang xin pass qua cái phần tiếp theo nha. Rồi, thì hiện tại là sàn Bostonmed là một sàn môi giới cho 4 loại sản phẩm chính, gồm có cổ phiếu, forex, hàng hóa và chỉ số. Cái này thường thì ở Việt Nam mình nói riêng á, thì mình thấy là họ hay đầu tư vào ba sản phẩm chính nhiều nhất là cổ phiếu, forex và hàng hóa, bởi vì chỉ số là một cái thị trường chung khá là lớn để mà phân tích, cho nên là đa số mình vẫn đánh mạnh vào cổ phiếu và forex và hàng hóa nhiều nhất. Rồi, thì hiện tại là sàn Bostonmed sẽ hỗ trợ giao dịch dựa trên phần mềm MT5. Thì mình cũng có đăng nhập sẵn một tài khoản và một cái phần tài khoản giao dịch sẵn, các bạn có thể tham khảo qua trên màn hình giúp mình nha. Đây, không biết là các bạn đã thấy được chưa? Đây, đây là một cái phần mềm giao dịch chung của phần mềm MT5. Thì trên đây có bên góc trái sẽ thể hiện được các mã giao dịch đang chạy dựa trên thị trường thực tế. Còn bên phải là một biểu đồ bạn có thể dựa trên đó phân tích hoặc là đặt những cái công cụ hỗ trợ vào để bạn có thể xác định xu hướng và hỗ trợ giao dịch cho các bạn trong thời gian các bạn giao dịch tại sàn. Còn cái khung dưới đây là nó sẽ thể hiện cái mức vốn của các bạn cũng như là các lệnh trạng thái của bạn sẽ thể hiện rõ ở phần này hơn nhất. Và đây cũng là một cái phần mềm giao dịch khác hẳn so với những cái bên mà các bạn đang lầm tưởng là thị trường ngoại hối như là bên BO. Tại vì BO nó thực chất là một cái mô hình giao dịch dựa trên 30 giây dự đoán xu hướng nến xanh hay đỏ. Còn đây là mình dựa trên thị trường thực tế và giao dịch dựa trên giao dịch đòn bẩy. Nó sẽ khác nhau hoàn toàn nha. Nên là mình thấy có nhiều người hay nhắn tin riêng cho mình, nó hỏi là thị trường BO sập, thị trường BO lừa đảo này kia thì bên mình khác hay là giống bên đó, giống như là vẫy nến hay là tỉ nến gì đó, thì đây là không phải nha. Thị trường bên mình là thị trường SIP đi, là hỗ trợ đòn bẩy cho nhà đầu tư có thể dùng nó để tham gia giao dịch vào các mã cổ phiếu quốc tế cũng như về thị trường ngoại hối. Rồi, thì đây là chung quy về các tài khoản chung, thì các bạn có hai cái cách để giao dịch chính. Một là các bạn bấm vào cái phần góc trái trên cùng này, thì các bạn chỉ cần nhập khối lượng mà các bạn dự định mua vào và chỉ cần chọn chiều buy hoặc sell thì nó sẽ là xác nhận lệnh và chạy xuống khung này. Thì về cái phần này rõ hơn đó, thì bạn nào mà có thắc mắc về cách giao dịch trên phần mềm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn mở tài khoản và cũng như giao dịch thử trên cái tài khoản này. Ngoài ra thì trong phần cuối đó, mình sẽ hỗ trợ các bạn thêm cách tải ứng dụng này trên các thiết bị để các bạn có thể yên tâm về để tìm hiểu cách giao dịch về thị trường. Rồi, mình sẽ quay lại cái slide của mình ngày hôm nay nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trở lại với cái nội dung chính mà cái buổi webinar hôm nay mà Khang muốn chia sẻ với tất cả các nhà đầu tư. Thì đây là bốn cái mẹo cơ bản nhất mà Khang dùng để tìm hiểu về thị trường cũng như giao dịch trong thị trường này trong thời gian đầu mà Khang được biết đến thị trường của mình. Thì ngoài ra nếu mà các bạn có những cái cách nào hay hơn thì có thể chia sẻ trực tiếp với mọi người, thì Bảo Khang sẽ đọc những cái bình luận hỗ trợ đó lên để các bạn có thể cùng nhau chia sẻ trong cái buổi học ngày hôm nay. Rồi, về đầu tiên như hồi nãy bạn có nói á, thì đây là một Bảo Khang có nói là một cái phần để mà các bạn mở tài khoản, thì sau đây á thì Bảo Khang sẽ hướng dẫn các bạn mở một cái tài khoản giao dịch tại sàn Bostonmed. Đây, thì để mở một cái tài khoản thì đầu tiên các bạn phải đăng nhập vào trang web của sàn, thì các bạn có thể vào trang là bostonmed.com để tìm hiểu về sàn. Còn đây là cái giao diện chính của sàn của chúng ta.
các bạn sẽ tìm được những cái thông tin và cũng như pháp lý của sàn trên trang chủ. Mọi thông tin nó đều rõ ràng ở đây hết đó, các bạn có thể xem kỹ. Và cũng như Bảo Khang có nói ngay từ đầu á, có vấn đề nào không hiểu thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua cái số Zalo mà Khang có để ngay dưới góc phải dưới cùng của màn hình đó, thì các bạn có thông tin gì mà thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp đến mình. Rồi, đầu tiên á là để mà tham gia một cái thị trường tài chính á, các bạn phải lựa chọn được cái sàn nào sẽ phù hợp với các bạn. Tại vì dựa trên tiêu chí chọn sàn á, nó rất là nhiều cái tiêu chí, chẳng hạn như là sàn phí thấp, hoặc là sàn có nhiều ưu đãi, hoặc là sàn đó có tính nạp rút thế nào và sàn đó nạp rút ra sao. Nó sẽ là những cái điều kiện tiên quyết để các bạn có thể chọn một cái sàn mà các bạn có thể tin tưởng để giao dịch và cũng như đầu tư. Thì đối với mình khi mà làm trong thị trường này á, thì đa số các nhà đầu tư sẽ quan tâm nhất đến hai vấn đề. Đầu tiên là vấn đề hỗ trợ của sàn. Thì đối với sàn ở BostonMed á, các bạn sẽ có nhiều nguồn hỗ trợ. Đầu tiên là những bạn hỗ trợ cá nhân, tức là những bạn đó sẽ tư vấn cho các bạn về thị trường nói chung, chẳng hạn như là về thị trường cổ phiếu hoặc là thị trường ngoại hối, thì các bạn nó sẽ lập những cái bản kế hoạch đầu tư và cũng như tư vấn các bạn cụ thể nhất về các chương trình đang có tại sàn và cũng như những ưu đãi để giúp các bạn có thể đầu tư tốt nhất. Và ngoài ra thì hệ thống sàn BostonMed cũng đã có một cái văn phòng CS đại diện tại Việt Nam, thì giúp các bạn có thể liên hệ trực tiếp và tư vấn rõ ràng hơn. Thì địa chỉ của các bạn có thể tìm hiểu về sàn cũng như về thông tin pháp lý, nó sẽ đều cụ thể hết trên cái trang giới thiệu, các bạn có thể tham khảo nha. Thì cũng như là trên đó nó cũng sẽ có số điện thoại sẵn và cũng như cái live chat và cái mail support. Thì có vấn đề nào thì các bạn cứ báo trực tiếp trên đó, thì sẽ có cái đội ngũ chuyên viên hỗ trợ trực 24/24 để trả lời những câu hỏi và thắc mắc đối với loại tài khoản hoặc là những vấn đề giao dịch của các bạn trên thị trường này. Ngoài ra thì hiện tại là sàn BostonMed cũng đang có rất là nhiều cái ưu đãi, thì cái phần đó thì để gần cuối thì Bảo Khang sẽ nói lại một lần nữa để các bạn có thể nắm rõ nhất để mà có thể đầu tư. Rồi, thì phần 1 chọn sàn xong á, thì mình tiếp theo đến một cái phần không kém phần quan trọng, đó là chọn sản phẩm giao dịch. Tại vì như các bạn thấy á, như Bảo Khang có nói ngay từ đầu, hiện tại là sàn BostonMed có tới 4 loại sản phẩm để giao dịch, nhưng mà cái chính là sản phẩm nào nó sẽ phù hợp với mình nhất. Ví dụ như là các bạn không có nhiều thời gian, các bạn giao dịch không muốn mạo hiểm và các bạn có thể xem được những cái báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm bất kỳ nào đó, thì các bạn có thể truy cập vào những trang web tìm hiểu thông tin và các bạn quyết định giao dịch sản phẩm đó dựa trên các sự kiện sắp xảy ra đối với cái mã cổ phiếu đó, thì các bạn có thể lựa chọn giao dịch cổ phiếu. Còn đối với thị trường ngoại hối á, thì nó sẽ có nhiều cái mang tính chất gọi là rủi ro hơn và phức tạp hơn. Chẳng hạn như các bạn phải xem bản tin hàng ngày, cập nhật từng giờ, từng giây, từng phút, và đôi lúc sẽ có những bản tin ẩn nó xuất hiện sẽ khiến cho thị trường biến động khá là mạnh. Thì khi mà thị trường biến động mạnh á, thì nó sẽ có nhiều cơ hội để các bạn có thể kiếm lợi nhuận, nhưng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ gặp rất là nhiều rủi ro khi giao dịch đối với ngoại hối. Nhưng đối với cá nhân của Khang á, thì bất cứ một cái sản phẩm nào khi mình quản trị được nguồn vốn và cũng như biết cách giao dịch á, thì mọi vấn đề sẽ dường như dễ dàng hơn. Khi mà thị trường đi mạnh thì mình sẽ có những cách ứng biến tốt hơn nữa. Còn ngoài ra thì hàng hóa thì các bạn có thể sẽ dễ chịu hơn, tại vì nó sẽ giống như ở thị trường Việt Nam, ví dụ như giá xăng, giá vàng. Thì các bạn, như các bạn đã thấy trong đợt dịch đầu tiên á, giá xăng nó đã giảm một cái mức kỷ lục. Như thế nào thì thị trường quốc tế nó cũng như vậy, tương đương như vậy. Thì các bạn có thể dự đoán xu hướng trong ngắn hạn hoặc trong dài hạn đối với các hàng hóa đó, để các bạn có thể cân đo đong đếm và sử dụng nguồn vốn hợp lý của mình để tích trữ dầu, tích trữ vàng, để các bạn có thể giao dịch ổn định nhất trong thị trường. Tại vì bất cứ một cái sản phẩm nào nó cũng sẽ có một cái lợi và một cái hại riêng. Thì cái này đối với những cái nhà đầu tư mà chưa từng giao dịch trong thị trường này á, thì Bảo vẫn khuyên các bạn nên tìm hiểu trước là về thị trường cổ phiếu, bởi vì nó sẽ có các sự kiện diễn ra trong tương lai gần để các bạn có thể an tâm đầu tư hơn và cũng như tính được cái mức rủi ro đơn giản nhất có thể. Chẳng hạn như là Apple sắp tới nó sẽ có sự kiện ra mắt iPhone 13 vào tháng 9 sắp tới, thì các bạn dự đoán được là cái mã cổ phiếu đó sẽ tăng khá là mạnh khi mà nó ra mắt sản phẩm mới. Thì các bạn có thể tích trữ cổ phiếu ngay từ bây giờ, hoặc là giống như những cái thương vụ mà các bạn hỗ trợ tại sàn BostonMed hay tư vấn, đó là về thị trường cổ phiếu và lợi nhuận đến từ cổ tức.
thì cổ tức là một cái lợi nhuận chắc chắn các bạn sẽ nắm giữ được, và các bạn sẽ biết chắc chắn ngày chia cụ thể của nó, các bạn có thể dựa theo nó và lựa chọn mức giá hợp lý để mua vào, để nhận cổ tức trong ngay ngày hôm đó. Đó cũng là một cái hướng mà Bảo Khang hay hướng các nhà đầu tư mới hay giao dịch nhất, đó là giao dịch về lấy lợi nhuận cổ tức. Rồi, thì mình sẽ đẩy nhanh một xíu để cho các bạn có thể hỏi nhiều. Mình thấy là có anh Báo hỏi là ai cũng muốn có thu nhập cao nhưng lại mù quáng kiến thức. Đúng rồi ạ. Bởi vì trong thị trường này á, có nhiều người lại báo nó là một lừa đảo hoặc là đa cấp. Thật ra khi mà thị trường này về Việt Nam á, nó bị biến tướng thành nhiều dạng, giống như là các bạn có thể thấy rõ là dạng BO hay còn gọi là dạng đánh bạc tài xỉu nhưng mà mang cái mác là đầu tư tài chính 4.0. Cũng như là những cái thị trường sàn ảo đã bị công an thành phố luật, giống như là LibreForex hoặc là những cái sàn mà cam kết lợi nhuận hỗ trợ đầu tư, tức là các bạn chỉ cần nạp tiền vào và sẽ có lợi nhuận chắc chắn như vậy, thì điều đó là hoàn toàn không có. Bất cứ sàn nào mà cam kết lợi nhuận cho các bạn á, thì nó chỉ có thể theo một là mô hình đa cấp, hai là các bạn nó đã tư vấn một cái điều gì đó chưa hề chính xác. Tại vì đúng là các bạn sẽ có lợi nhuận trên thị trường nhưng mà đồng nghĩa bất cứ về cái lợi nhuận nào nó sẽ tỷ lệ thuận với cái rủi ro mà các bạn sẽ bỏ ra, nên là các bạn phải lựa chọn sản phẩm và cũng như tìm hiểu một cách hợp lý nhất để có thể đầu tư, cũng như là né được các mô hình lợi dụng lòng tin lòng tham của các nhà đầu tư tại Việt Nam để mà có thể lừa đảo, giống như là BO hay là đa cấp biến tướng rất rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là mình sẽ qua cái phần 3. Thì cái phần 3 này là một cái phần mặc dù nó hơi khô khan đối với các nhà đầu tư mới nhưng lại là một cái phần tiên quyết để quyết định đầu tư, bỏ vốn ra đầu tư của các nhà đầu tư khi giao dịch tại thị trường của chúng ta. Thì đầu tiên khi mà phân tích thị trường như là Bảo Khang có nói á, thì các bạn phải phân tích được là sắp tới cái sản phẩm các bạn dự định đầu tư nó sẽ diễn ra những cái sự kiện nào. Chẳng hạn như hồi nãy Bảo Khang có nói về cái cổ phiếu đi. Thì cổ phiếu thường nó sẽ có ba cái mục chính. Đầu tiên á, là các công ty sắp chia cổ tức như hồi nãy Bảo Khang có nói với các bạn. Ngoài ra thì mình có thể tìm được các sản phẩm mà các thông tin như là báo cáo doanh thu hoặc là ra mắt sản phẩm mới để mà các bạn có thể dựa vào đó để mà tìm ra thông tin tốt nhất và lựa chọn để đầu tư. Thấy bạn Nhân nhắn là vậy là sàn mình với sàn ngoài Hải Phòng khác nhau đúng không bạn? Mình muốn biết nhiều hơn. Cái này là đúng rồi bạn. Tại vì hai cái mô hình này là hai mô hình hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên á, cái mà bạn đang nói ngoài Hải Phòng á, thì nó đang bị dưới tội góc nhìn mà mình đọc qua báo nha, mình không phán xét gì hết, mà dưới góc nhìn khi mà mình tiếp nhận thông tin qua báo chí thì nó là một cái dạng hình thức đầu tư BO hay còn gọi là giống như đánh bạc tài xỉu. Thì trong 30 giây tiếp theo các bạn sẽ dự đoán là thị trường lên hay xuống để các bạn có thể xác định, nếu mà cái bạn xác định đúng á, theo lệnh thị trường á, thì bạn sẽ nhận được là 95% giá trị các bạn đang đặt cược vào. Và nếu các bạn dự đoán thị trường sai thì các bạn sẽ mất đi 100% giá trị các bạn đã đặt cược. Thì nó lại trở thành một mô hình của đánh bạc. Ngoài mô hình đánh bạc ra thì nó lại phạm thêm một lỗi, đó là chiếm đoạt tài sản. Các bạn có thể hiểu như vậy nè, khi các bạn nạp tiền vào thì họ sẽ biến động về cái thị trường đó, thể hiện kết quả của các bạn luôn thua. Đó, thì thành ra cái nguồn tiền đó sẽ thành tiền của họ, giống như họ là bạn đang dịch với nhà cái gì đó, thì giống như một cái ván bài giữa nhà cái và những con bạc, nó không khác gì hết. Trên đó là lý do tại sao mà thứ nhất là nó khác biệt, cái thứ hai là về cái hình thức giao dịch nó cũng hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tại vì đối với Boston Med các bạn có thể hiểu giống như là một sàn broker môi giới thôi. Khi các bạn giao dịch trên thị trường thì sẽ có những cái loại phí bắt về cho sàn, ví dụ như phí qua đêm, phí hoa hồng, hoặc là phí spread giao dịch, như là hồi nãy Bảo Khang có nói với các bạn về các loại phí mà và cũng như các loại tài khoản mà các bạn tham gia đầu tư á. Rồi thì Bảo Khang xin quay lại cái về cái slide mà Bảo Khang đang nói nha. Thì như các bạn đã biết á, thì một cái sản phẩm bất kỳ trên thị trường nào nó cũng sẽ có những cái thông tin, một là thông tin tiêu cực, hai là thông tin tích cực, để các bạn có thể dựa vào đó để mà có một cái hướng đi tốt nhất cho mình trong tương lai. Ví dụ như là các bạn thấy được là sau khi một cái Tesla ra mắt cái chiếc xe này, nó sẽ đem lại một cái nguồn doanh thu lớn cho nó, thì các bạn quyết định bỏ tiền vào đầu tư, thì đó gọi là các bạn đang phân tích
thông tin thị trường để mà có thể giao dịch. Hoặc là các bạn thấy là sắp tới báo cáo doanh thu, thì báo cáo doanh thu của Apple sắp tới tăng lên tới là 17% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc là cùng kỳ lần trước, thì điều đó sẽ giúp cho cái mã cổ phiếu này tăng tốt, tăng mạnh. Thì các bạn có thể yên tâm giao dịch và cũng như yên tâm đầu tư vào các mã cổ phiếu này. Hoặc là nếu mà các bạn là người không ưa mạo hiểm nhưng lại muốn có những lợi nhuận chắc chắn ít cũng được để mà trải nghiệm về thị trường, thì các bạn có thể lựa những mã sắp chia cổ tức để mà đầu tư. Về cái lợi nhuận cổ tức là các bạn chắc chắn nhận được, và các bạn chỉ cần xem xét giá đẹp để mà các bạn vào mua thôi. Rồi, còn về cái phần mà theo Bảo Khang thấy là quan trọng, không kém phần quan trọng mà cũng có thể nói là điều kiện tiên quyết, đó chính là tâm lý của nhà đầu tư và cũng như tính cách của mình khi giao dịch bất cứ một cái sản phẩm nào trên thị trường. Tại vì có nhiều người á, họ có thể bỏ ra một ngày là lên tới 1 đến 2 tiếng dành cho hệ thống giao dịch. Cũng có người là một ngày chỉ có thể dành ra 5 phút để có thể xem thị trường và giao dịch. Thì đó cũng là một cái phần góp cho cái tâm lý giao dịch của các bạn. Ví dụ như một ngày các bạn có thể giao dịch lên đến hàng trăm hàng ngàn lệnh, thì các bạn sẽ suy nghĩ một cái cách có thể là tiêu cực, có thể là tích cực về thị trường, và cũng như các bạn đưa ra những cái phán xét về thị trường. Ví dụ như là, ồ, tại sao tôi đi một lúc đã lên tới 10, 100 lệnh, tại sao lại gặp rủi ro và không có lợi nhuận? Vậy thị trường này thật sự có tốt, hoặc thị trường này có quá khó để kiếm lợi nhuận? Và còn những người khác khi mà họ chỉ cần lâu lâu đặt một lệnh thôi, nhưng mà họ đặt một lệnh lớn, thì cái lệnh đó, nó một là vô tình, hai là thật sự đã đúng theo như cái họ đã phân tích, thì nó đã có một cái lợi nhuận đem lại cho họ khá là cao. Thì nó liên quan đến tâm lý đầu tư rất là nhiều. Và cũng như là những cái hành vi các bạn khi mà suy nghĩ về giao dịch đó, nó có thể cản trở các bạn lên cái quyết định so với thực tế rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể nghĩ là con này tốt tại vì sắp tới nó sẽ chia cổ tức, nhưng mà các bạn lại so đo và suy nghĩ rằng giá của mình mua hợp lý chưa, thì những cái điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch và cũng như tâm lý khi mà các bạn đặt lệnh. Cũng giống như việc các bạn đã giao dịch trên một cái tài khoản demo rất là khác biệt so với một cái tài khoản live rất là nhiều. Và cũng như là nhiều cái áp lực khác, chẳng hạn như là khi mà, nói đơn giản là các bạn có thể quay lại về cái thị trường Bitcoin cách đây chưa tới một tháng, thì khi mà giá trị của Bitcoin có thể tăng lên tới là trên ngưỡng 50.000, thì có một số người đã thấy cái tiềm năng tăng trưởng nó khá là cao và họ bắt đầu mới tham gia vào thị trường. Thì lúc đó thật sự là cái quả bong bóng này nó bơm quá căng. Điều đó là khi mà nhà đầu tư bỏ tiền, một cái số tiền lớn vào để họ đầu tư, thì thị trường Bitcoin bắt đầu có xu hướng, có nhiều group hay gọi là trở về đồ đá đó, tức là cái con Bitcoin này nó giảm từ trên mức 50.000 về mức 30.000 và vẫn đang trong cái vùng an toàn đó, chưa có biến động gì quá mạnh. Thì điều đó lại khiến cho những cái nhà đầu tư mà chuyên hay gọi là theo hướng FOMO, tức là những người có một cái tâm lý giao dịch gọi là sợ bỏ lỡ hoặc là tâm lý bầy đàn, tức là khi thấy những người khác giao dịch và bạn giao dịch theo, điều đó sẽ tạo nên những cái rào cản và cũng như những cái thách thức khi các bạn giao dịch trong thị trường này. Và cũng như là điều đặc biệt là các bạn phải quản lý được cảm xúc. Khi mà các bạn giao dịch thua lỗ hoặc là giao dịch có những vấn đề gì xảy ra, thì các bạn phải tìm cách khắc phục và cũng như có những cái phương án hợp lý để mà có thể gỡ những cái lệnh giao dịch hay còn gọi là những lệnh đang ra đảo á. Còn các bạn nào mà thấy không ổn thì có thể lập bàn thờ cầu cơ hay cầu gì đó cũng được. Tại vì mình thấy là cũng có những nhà đầu tư bên mình hay vậy. Cứ đặt một lệnh thua lỗ là sẽ bắt đầu quay ra bàn cầu cơ rồi cầu cho nến lên hay là bơm nến gì đó. Mình thấy là có Mỹ Linh hỏi là làm sao để đầu tư tốt mà không bị tâm lý. Thì cái này là khi mà mình giao dịch bất cứ sản phẩm nào á, thì mình phải luôn suy nghĩ được cái mức mà mình đặt ra để mà mình nhận lại, hay còn gọi là tỷ lệ risk và reward. Tức là các bạn bỏ ra cái rủi ro bao nhiêu và các bạn nhận về bao nhiêu. Ví dụ như bạn đi một lệnh tín hiệu, bạn chắc rằng á, bạn đang bỏ 1 đồng để kiếm 2 đồng. Trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ mất 1 đồng đó, và tâm lý của bạn lúc đó là tâm lý đã chắc chắn về cái rủi ro và cũng chắc chắn về cái lợi nhuận. Thì bạn có thể quản lý được cái tâm lý của bạn rất là tốt. Cũng như các bạn sẽ đặt ra những cái mục tiêu ngắn hạn. Trong ngày hôm nay mình sẽ giao dịch là 3 lệnh. Nếu mà tỷ lệ của nó có rủi ro thì bạn sẽ đóng lệnh và cũng như ngừng giao dịch trong ngày hôm đó, đợi thị trường có thể tốt hơn để giao dịch sau. Hoặc là trong ngày hôm đó, ngày hôm trước các bạn phân tích về thị trường rất là tốt, nhưng hôm nay tâm lý của bạn khi mà phân tích đó, mọi thứ đều sai.
phải gọi là lên tới sai, lên tới 100%, tức là đặt là sai, đặt là sai. Thì điều đó nó liên quan đến tâm lý đầu tư và cũng như liên quan đến là bạn đang nghĩ là bạn quá xui, bạn không thể giao dịch được nữa. Thì đó là một cái sai của bạn. Thì đương nhiên bạn sẽ có những cái cách để kiềm chế về cái tâm lý của bạn khi giao dịch. Ví dụ như là đưa ra chi tiêu hàng ngày và đưa ra số lượng lệnh tối đa hoặc là tối thiểu các bạn có thể giao dịch. Rồi, còn ngoài ra thì mình có thấy là có bạn từng giao dịch là không có và hay bị bạn kèm cho sai lệnh và cháy tài khoản. Tại vì khi mà các bạn giao dịch đó, các bạn phải có được một cái mức giao dịch. Tại vì mình thấy là có nhiều người hay giao dịch những sàn khác cháy, nhưng mà mình chưa hiểu là tại sao họ lại không có một cái phương án hỗ trợ hoặc là cái câu margin. Khi các bạn giao dịch trong thị trường này á, bất cứ sàn nào theo mình biết đều sẽ có một cơ chế gọi là cơ chế câu margin, tức là cơ chế quản lý vốn. Nên là mình chưa hiểu cái khái niệm cháy là tại sao có thể lên tới âm 100% vốn được. Khi mà các bạn đặt về cái câu margin đó, các bạn có thể đặt là 30 hoặc là 50% hoặc là cao hơn. Thì điều này giúp cho các bạn quản lý vốn và cái số tiền mức tối đa dựa trên tài khoản. Và chưa kể khi các bạn giao dịch bất cứ một lệnh nào, các bạn sẽ để được cái là điểm chốt, chốt lời và điểm cắt lỗ. Thì điều này sẽ giúp cho bạn quản trị được cái tài khoản. Còn nếu mà các bạn sợ là về vấn đề các bạn hỗ trợ không tốt hoặc là không ai theo về cái tiến độ giao dịch của mình được, thì các bạn hãy chuyển qua về giao dịch cổ phiếu. Bởi vì thứ nhất, cổ phiếu các bạn dễ dự đoán xu hướng, và cái thứ hai là bạn dư sức quản trị vốn. Có một ví dụ như sau, các bạn mua một cái cổ phiếu bất kỳ nào đi, tài khoản bạn đã là 2.000 đô, bạn đã dự định mua cái cổ phiếu bất kỳ nào đó với giá là 100 đô. Bạn mua cỡ 1.000 cổ phiếu đi, thì bạn biết chắc chắn được rằng á, là khi mà cái con cổ phiếu này xuống hai giá là tài khoản của bạn chính thức bị stop out. Đúng không? Thì các bạn sẽ biết được về cái dự trù, về cái rủi ro và cũng như về cái lợi nhuận các bạn có thể nhận được. Đó là cái lời khuyên chân thành của mình khi mà các bạn chưa bao giờ tiếp xúc với thị trường thì các bạn nên giao dịch về cổ phiếu. Ngoài ra thì các bạn có thể bàn lại với các bạn hỗ trợ để tìm ra cái phương án giao dịch tốt nhất. Chẳng hạn như là phối hợp giữa cổ phiếu và về hàng hóa, hoặc là giữa cổ phiếu và chỉ số, hoặc là giữa cổ phiếu và forex. Tại vì các bạn phải lựa được một cái chiến lược tối ưu để giao dịch dựa trên tài khoản của các bạn. Chứ không phải là các bạn chỉ đinh ninh là ok, tín hiệu này là ổn, tín hiệu này là tốt rồi, bây giờ nó chỉ cần lời thôi là mình cắt. Tại vì đơn giản á, khi mà mình thấy một số nhà đầu tư khi giao dịch trong group của mình á, thì mình lại hay thấy rằng họ bị một cái tâm lý gọi là bị chốt non. Tức là ví dụ một cái lệnh mà Bảo Khang đặt ra là sẽ có điểm SL, điểm TB hay là điểm chốt lời và cắt lỗ, thì họ lại bị một ngày Khang đưa ra cho họ 5 lệnh, thì họ lại xử lý theo cái tình huống á, là chỉ cần vừa lời là sẽ cắt non ngay, còn lệnh nào lỗ thì để gồng. Thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới tài khoản rất là nhiều, cũng như là phương án giao dịch không hợp lý đối với tài khoản đó. Và ngoài ra nó sẽ còn liên quan tới khối lượng, liên quan tới phí và liên quan tới cái mức mà các bạn đang đặt và cái bonus mà các bạn đang có dựa trên cái tài khoản của các mình. Mình thấy là có bạn hỏi là em thích đầu tư vàng hơn, cho em kế hoạch với em gửi kết bạn rồi. Ok, vậy thì có gì mình sẽ trao đổi thêm với bạn qua về cái Zalo. Tại vì đối với vàng thì nó sẽ biến động rất là mạnh, thì mình sẽ chia ra từng khung để giao dịch nha bạn. Mình thấy là Lê Đình Hoàng Nhật hỏi là cách lập lệnh như thế nào và chốt lệnh như thế nào. À, như hồi nãy mình có nói á, là Nhật sẽ lên cái phần mềm MT5 á, thì trên đó nó sẽ thể hiện cụ thể về cái cách để các bạn có thể giao dịch sau. Bây giờ mình sẽ quay lại để nói rõ luôn cho các bạn cách giao dịch sơ bộ nha. Đây là một cái phần mềm mà khi các bạn giao dịch thì nó sẽ bao gồm là một cái hệ thống cửa sổ, bên trái gồm có nhóm lệnh và bên phải gồm có biểu đồ. Thì các bạn có thể chọn và kéo bất cứ một biểu đồ nào của các mã mà các bạn đang dự định đầu tư, và cũng như các bạn có thể vào phần công cụ để add những cái công cụ vào đồ thị và những cái công cụ mà các bạn quan tâm và cũng như nó thích hợp để mình có thể giao dịch. Các bạn sẽ vào phần chèn và chọn những cái chỉ báo giao dịch. Thì tuy nhiên cái phần này là các bạn phải mất rất là nhiều thời gian để tính toán rất là kỹ, tại vì mỗi công cụ nó sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái công việc khác nhau. Tuy nhiên thì vẫn là do biến động thị trường, tại vì phân tích kỹ thuật dựa trên công cụ nó chỉ đem đến cho các bạn là cái 30% chắc chắn, và 70% còn lại dựa theo tin tức của thị trường và dựa trên sức mua và bán của thị trường. Còn thấy Nhật hỏi là cách giao dịch thì như hồi nãy Bảo Khang có chia sẻ thì sẽ có hai cách. Đầu tiên là bạn có thể chọn cái khối lượng trên cái khung này. Ví dụ như bạn chọn 1, bạn bấm buy hoặc sell thì nó sẽ chạy một cái dòng lệnh xuống đây để mình kiếm một mã bất kỳ đặt thử cho bạn xem nha. À, còn ngoài ra nếu mà bạn nào đã biết về thị trường rồi thì có thể xem thử các mức phí mà của sàn Boston Med nha.
Đây thì sẽ có cái cách đơn giản nhất cho bạn có thể đặt lệnh và điểm xem được cái điểm chốt lời cắt lỗ á, thì bạn sẽ click chuột phải vào cái mã giao dịch của các bạn và chọn đặt lệnh mới. Thì trên đây á, các bạn sẽ chọn được là cái mức khối lượng các bạn sẽ giao dịch, ví dụ các bạn chọn là một, và ngay điểm cắt lỗ và chốt lời các bạn sẽ điền con số mà các bạn dự định vào. Ví dụ như bạn dự định là mức 1 đồng để kiếm được 2 đồng thì bạn sẽ đặt SL bằng 1 và TB bằng 2. Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ xác định được cái mức mua và mức bán của các bạn để mà các bạn có thể dự định được thị trường. Thì nói về Forex thì hơi khó, thì mình sẽ lấy một cái con cổ phiếu ra đi, thì như vậy nó sẽ dễ nói chuyện hơn. Thì mình nghĩ là mình nên lấy một cái con mà ở đây ai cũng sẽ biết là Apple. Thì Apple là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các mã cổ phiếu, các loại sản phẩm như là iPhone, iPad, MacBook. Đây, như bạn thấy giá của con Apple là đang là 148 đô trên một cổ phiếu mà bạn phải nắm giữ. Thì bạn quyết định là bạn sắp tới là vào tháng 9 này nó sẽ ra mắt sản phẩm iPhone 13 mới. Mặc dù nó sẽ cái thiết kế của nó không có gì thay đổi nổi bật đi, nhưng mà nó sẽ có một cái mức tăng trưởng nhất định. Thì bạn dự đoán nó sẽ lên ở vùng là 160, thì bạn sẽ điền cái chốt lời là 160 vào đây. Còn cái điểm cắt lỗ của các bạn sẽ dự tính là con này nó sẽ giảm, mình có thể chịu gồng lỗ tới mức 140 đô là mình sẽ nghĩ là con này nó đã giảm quá sâu rồi, mình không muốn giao dịch con này nữa. Thì các bạn chỉ cần nhập vào chốt lỗ là 140, thì sau đó bạn nhấn nút buy hoặc sell thì nó sẽ khớp lệnh ngay. Thì khi mà thị trường nó lên đúng mức 160 á thì hệ thống sẽ tự động chốt lời cho các bạn. Còn khi mà thị trường nó giảm mạnh quá và nó giảm về đúng giá 140 á thì hệ thống nó sẽ tự cắt lệnh giùm bạn. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cách đặt chốt lời và đặt khối lượng. Cái này là cái cụ thể nhất. Còn các bạn muốn đặt nhanh á thì có thể đặt trên cái khung bên trái trên cùng, mà cái khung đỏ xanh mà hồi nãy Bảo Khang có chỉ cho mọi người á, thì đây là hai cách đặt lệnh chính đó. Như các bạn có thể thấy là cái phần mềm giao dịch cũng như về cái cách giao dịch này á dựa trên thị trường thực tế, và cũng như là các bạn có thể check giá ở trên các trang web và cũng như check về cái phần cổ tức của các mã cổ phiếu mà các bạn đang theo dõi trên thị trường. Và như có nhiều người đang hỏi về cái vụ ở Hải Phòng á, thì các bạn có thể thấy rõ giống như trên báo có đưa á, là đối với thị trường của BO hay thị trường tài xỉu thì các bạn sẽ dự đoán 30 giây tiếp theo là nó xanh hay đỏ để mà chốt lời cắt lỗ gì đó, thì để kiếm lợi nhuận. Còn cái này các bạn sẽ thấy hoàn toàn khác. Mình thấy có bạn hỏi là sao ta, có cách giao dịch gián tiếp nào không, ví dụ nhờ Khang lập lệnh. À, ý bạn là bạn đang cần những cái thông tin tín hiệu về thị trường thì mình cũng cung cấp cho bạn được. Ví dụ như là mình sẽ có một cái nhận định về thị trường là cổ phiếu Apple sẽ tăng đi, thì mình sẽ báo cho bạn được cái điểm SL hay còn gọi là điểm cắt lỗ và cũng như cái điểm TB là điểm chốt lời á, mình sẽ báo cho bạn và mình có thể hướng dẫn bạn đặt cái lệnh đó. Thì khi nào khớp thì hệ thống nó sẽ tự trả lệnh, trả về cái lợi nhuận về tài khoản của bạn luôn. Thì như vậy mình có thể hỗ trợ cho bạn được phần đó. Ngoài ra thì hiện tại là bên Khang cũng đang có một cái group, có 3 group, thì mỗi group là có trên 200 đến 400 nhà đầu tư đang giao dịch trên thị trường. Thì bạn có thể báo trực tiếp với là mình hoặc là các bạn đang hỗ trợ giao dịch cho bạn để đang tìm hiểu về sàn Boston Med đó, để có thể nắm được cái quy tắc giao dịch cũng như hiểu được cái phần mềm dịch và cũng như biết được cái group của bên Khang tốt như thế nào để bạn có thể dựa vào đó giao dịch trong thời gian đầu nếu bạn chưa nắm rõ được kiến thức về thị trường cũng như nắm rõ về kiến thức để giao dịch an toàn nhất. Không biết là mình trả lời vậy thì có hợp với ý của Nhật không ha? Mình tại vì thật ra thì cũng chưa hiểu lắm về cái câu hỏi của bạn lắm, nên là mình trả lời lại. À ok, bạn hiểu là được rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái slide tiếp tục nha. Rồi, về đây là cái phần tâm lý nhà đầu tư. Nói chung tổng kết lại thì các bạn chỉ cần đầu tiên là các bạn phải tìm sàn. Cái thứ hai, các bạn chọn ra sản phẩm giao dịch. Rồi, tiếp theo là các bạn phải phân tích và đưa ra được những cái tín hiệu tốt để các bạn có thể tự tin giao dịch. Chứ không phải là các bạn thấy là hôm nay nắng đẹp thì chắc cổ phiếu này cũng đẹp, các bạn vào lệnh buy thì cái đó là ra đảo chắc luôn. Thì cho nên các bạn phải đưa ra những cái xu hướng tích cực và cũng như dựa trên những cái tin tức để mà có thể giao dịch. Và cái thứ tư là cái tâm lý của nhà đầu tư, các bạn phải nắm chắc về những cái thông tin mà các bạn đang dự định giao dịch thì nó sẽ đem lại lợi nhuận chắc chắn cho các bạn. Tại vì đối với thị trường của mình á, không có ai dám cam kết cho các bạn là thị trường này lên hay xuống hoặc là thị trường như thế nào vào ngày mai. Ở đây các đội ngũ chuyên viên hỗ trợ sẽ tư vấn cho các bạn cách giao dịch cụ thể nhất, ví dụ như rủi ro các bạn đang bỏ ra là bao nhiêu so với tài khoản và cái lợi nhuận bạn có thể nhận về là được bao nhiêu. Rồi thì
cũng như là tháng 7 đã sắp kết thúc và tháng 8 cũng sắp tới, thì hiện tại thì sàn Boston Med cũng đang chạy rất là nhiều thương vụ tốt. Nếu mà các bạn nào có dự định giao dịch nhưng mà vẫn e ngại về rủi ro, vẫn e ngại về sàn, vẫn e ngại là về những bạn chăm sóc của mình, chăm sóc bạn mình như thế nào, và cũng như sợ về cái thị trường giao dịch, các bạn cũng biết, thì các bạn có thể tìm hiểu về cả các mã sau đây để mà có thể các bạn có tự tin giao dịch trong tháng 8 này. Mức thấp nhất có thể đầu tư là bao nhiêu, thì bạn có thể kích hoạt tài khoản vốn thấp nhất là 500 đô. Tuy nhiên nếu mà bạn giao dịch về cổ phiếu á, thì lời khuyên cho mình bạn nên kích hoạt tối thiểu là 2.000. Tại vì thứ nhất bạn sẽ được miễn phí gọi là cái phí qua đêm. Tại vì phí qua đêm nó lên tới là 3% một năm trên tổng số lượng cổ phiếu mà bạn đang giao dịch. Thì như vậy tính ra thì mặc dù nó rất là ít, nhưng mà khi mà trong quá trình các bạn nuôi cổ phiếu này lâu dài á, thì nó sẽ bị giảm cái lợi nhuận của các bạn về. Nên là lời khuyên của mình nên kích hoạt tài khoản tối thiểu là 2.000. Thứ nhất là bonus cao hơn. Cái thứ hai á, là về cái những cái chính sách cho tài khoản vẫn tốt hơn. Tại vì ví dụ như bạn mở tài khoản 500 hoặc là 2.000 nhưng mà bạn giao dịch cái mức giao dịch thấp thì nó cũng tương đương như nhau và cái rủi ro cũng tương tự như nhau thôi. Nó không khác gì hết. Chỉ là bạn đang mở một cái tài khoản lớn hơn và nhận được ưu đãi tốt hơn. Chỉ vậy thôi. Rồi, bây giờ Khang sẽ tiếp tục về cái các thương vụ trong tháng 8 này nha. Chẳng hạn như một cái poster mà các bạn hỗ trợ từ sàn Boston hay gửi cho các bạn, nó sẽ có một cái poster như sau, gồm có logo của cái mã mà các bạn hỗ trợ đang tư vấn cho các nhà đầu tư. Nó sẽ gồm có thương vụ, ví dụ như ở đây là Starbucks, thì Starbucks này nó sẽ tóm tắt cho các bạn sơ một xíu về lịch sử và cũng như hình thành của Starbucks, và nó sẽ cập nhật cho các bạn cụ thể nhất về giá cổ phiếu. Giá hỗ trợ đây tức là cái giá trị đòn bẩy, thì như Khang có nói thị trường của mình là thị trường SIP, tức là hỗ trợ đòn bẩy để cho các bạn giao dịch. Thì đối với đòn bẩy mà bên sàn Boston đang hỗ trợ cho các bạn là đòn bẩy là 1/20, giúp cho các bạn mua cổ phiếu sẽ rẻ hơn 20 lần so với giá thực tế. Đây thì giá hỗ trợ đây là tức là cái giá mà các bạn sẽ phải bỏ ra để nắm giữ một cổ phiếu sau đòn bẩy, tức là các bạn chỉ cần bỏ ra 6 đô là sẽ mua được một cái cổ phiếu này. Và ngày chia cổ tức sắp tới của nó là ngày 11 tháng 8, tức là các bạn có thể hiểu nôm na là doanh nghiệp Starbucks này sẽ chia cổ tức vào ngày 11 tháng 8. Mình chỉ cần mua cổ phiếu trước ngày hôm đó thì ngày 11 tháng 8 các bạn sẽ nhận được với lợi nhuận tương đương là 0.45 đô. Còn bên phía bên tay phải của các bạn á, nó sẽ tính sẵn cho các bạn về cái tỷ suất lợi nhuận so với nguồn vốn của các bạn bỏ ra. Ví dụ như là các bạn có thể thấy nè, giá trị cổ tức đang là 0.45 đô thì cái tỷ suất lợi nhuận tương đương là 8%. Mặc dù nó không cao nhưng mà đối với các nhà đầu tư mới thì mình nghĩ đây là những cái bước đầu các bạn có thể làm quen với thị trường và có được một cái phần lợi nhuận giống như là một phần quà để các bạn có thể tiếp cận được với thị trường và có thể yên tâm giao dịch trong thị trường này. Còn ở dưới góc cùng các bạn có thể thấy được á, là sẽ có mã cổ phiếu trên thị trường là tên thế nào, ở sàn niêm yết nào, ở quốc gia nào và trong lĩnh vực nào. Thì các bạn có thể dựa vào đây và truy cập một số trang web để có thể tìm hiểu sâu hơn. Hiện tại là Bảo sẽ gợi ý cho các bạn một trang gọi là Investing. Đây. Các bạn sẽ thấy là Bảo Khai đang chia sẻ cho các bạn thấy á, là một cái trang để chuyên các bạn có thể xem được các mã cổ phiếu mà có mặt trên thị trường. Ví dụ như các bạn muốn xem mã nào thì các bạn chỉ cần nhập tên mã đó vào, ví dụ như là Starbucks. Đây, Starbucks. Thì ở đây các bạn sẽ xem được giá của cái mã cổ phiếu này cũng như các bạn xem được là cái mức tăng trưởng của nó trong phiên là bao nhiêu. Ví dụ ở đây là nó đã tăng lên là 3 giá và cái tỷ lệ tăng của nó là 2.72%. Để mà các bạn kiểm tra xem là cái lịch chia cổ tức mà các bạn hỗ trợ từ sàn có hỗ trợ đúng cho các bạn không á, thì các bạn chỉ cần vào phần dividend ngay đây. Thì nó sẽ thể hiện rõ cho các bạn về cái số chia cổ tức là bao nhiêu ngay chỗ này và cái thời gian các bạn nhận được cổ tức là bao nhiêu. Đây. Thì đó rất là cụ thể, thì các bạn có thể kiểm chứng giá thị trường so với giá của sàn và cũng như dựa trên là cái mức chia cổ tức mà các bạn hỗ trợ đã tư vấn cho các bạn là đúng hay sai. Thì ngoài ra các bạn có thể kiểm tra một số trang khác, thì
cái đó này mình sẽ chỉ các bạn thêm. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trang investing này vẫn là cái trang chính để mà mình có thể theo dõi về thị trường cụ thể nhất, bởi vì nó mình thấy là nó cập nhật xu hướng cụ thể nhất, và cũng như nó có pre-market hay còn gọi là dự báo điểm vào của thị trường cũng khá là tốt so với trang này. Đây, như các bạn có thấy là cái thương vụ này Bảo Khang đưa các bạn là về cái thương vụ về Starbucks, nó cũng khá là tốt. Ngoài ra thì sẽ còn hai thương vụ khác là gồm có Alstom cũng như là về thương vụ của Intel. Thì ba mã này mình thấy là nó rất là tiềm năng trong tháng 8 này. Tuy nhiên các bạn vẫn phải lựa điểm mua hợp lý để mà mua vào các mã như trên. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ xíu đối với mã Alstom thì nó sẽ là giá là 36.98. Thì nó sẽ nhận mức chia cổ tức là 0.25. Còn về Intel thì là nó sẽ chia ở mức là 0.35 đô trên một cổ phiếu mà các bạn nắm giữ vào ngày 5 tháng 8. Các bạn sẽ thấy được là những cái thời gian chia cổ tức này nó sẽ khá là gần nhau, nên là Bảo Khang cũng đã cố cập nhật nhiều mã nhất có thể về chia cổ tức để mà các nhà đầu tư mới có thể an tâm đầu tư từ giai đoạn từ ngày hôm nay cho đến ngày 15 tháng 8. Tại vì khi các bạn tích trữ cổ phiếu mà dạng chia cổ tức, các bạn phải lựa vào cái mức giá đẹp. Thì lựa vào cái mức giá đẹp để mà có thể tích trữ thì bắt buộc các bạn phải mua sớm. Đơn giản là càng gần ngày chia cổ tức thì giá cổ phiếu càng lên cao. Thì nếu mà các bạn chấp nhận với cái lợi nhuận như đó thì các bạn có thể tới hôm đó các bạn cắt lệnh, hoặc là đợi chia cổ tức xong các bạn có thể cắt lệnh đó sau. Mình thấy Hùng Nguyễn có hỏi về lợi nhuận chia cổ tức ha. Ok, để mình quay lại cái slide cho bạn xem về cái con Starbucks nha. Lợi nhuận của Starbucks á, là cái tỷ suất lợi nhuận của nó là 8%, tức là ngày các bạn sẽ mua vào cái cổ phiếu đó với giá là 6,25 đô trên một cổ phiếu thì cái giá trị cổ tức bạn nhận được là 0,45 đô vào ngày 11 tháng 8. Alstom là cổ phiếu phiên nào vậy? Alstom là phiên Âu nha bạn. Rồi, thì cái phần quan trọng tiếp theo để mà trước khi các bạn trở thành một cái nhà đầu tư á, thì đương nhiên là các bạn phải lập một cái tài khoản tại sàn để mà các bạn có thể giao dịch. Thì như đây là Khang, Bảo Khang sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái cách mở tài khoản tại sàn Boston thôi. Thì nó đơn giản là giống như là các bạn đang mở một cái tài khoản Facebook thôi, thì các bạn vào trang chủ là bostonmed.com, các bạn bấm vào chữ đăng ký. Rồi, thì các bạn sẽ có những, mình thấy là nếu vào tầm 100 triệu thì 8% là mình nhận 8 triệu đúng không? Đúng không Khang? Ok, thì cái đó là cái tính tỷ suất phần trăm dựa trên số lượng cổ phiếu bạn mua vào. Tại vì cái này là bạn đang tính dựa cái mức đầu tư của các bạn để mà bạn có thể nhận được cái cổ tức như trên. Thì bạn phải quy ra được là 100 triệu đó bạn quy ra đô bao nhiêu, và vào với số đô đó là bạn dự định mua bao nhiêu cổ phiếu. Thì cái phần trăm lợi nhuận này sẽ tính dựa trên là cái số lượng cổ phiếu bạn đang nắm giữ so với mức vốn bạn đang bỏ ra. Tại vì sẽ quy về đô nha, nó sẽ không chọn là 8% đâu, mà bạn phải quy đổi về cái 100 triệu của bạn về tiền đô. Về tiền đô xong bạn quy đổi về số lượng cổ phiếu bạn mua bao nhiêu. Tại vì thực chất 8% nó là dựa trên cái mức lý thuyết thấp nhất, đơn giản là bạn có thể có lợi nhuận cao hơn nữa. Tại vì khi mà bạn áp những cái chương trình ví dụ như là bonus của sàn hoặc là voucher của sàn đi, thì nó đã tăng cái tỷ lệ tích trữ cổ phiếu của bạn. Thì khi mà tăng cái tỷ lệ tích trữ cổ phiếu thì đồng nghĩa việc cái lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên nữa. Thì 8% là con số tối thiểu dựa trên cái mức giao dịch cơ bản của bạn. Mình đang tính dựa trên là bạn với số vốn bao nào mua bao nhiêu thì nhận được bao nhiêu. Thì mình đang tính là dựa trên là 6 đô thì nhận về là 0. Đây, để mình mở slide lại cho bạn dễ hiểu. Mình đang tính dựa trên là bạn bỏ ra đi, bạn bỏ ra là 6,25 đô để mua một cổ phiếu thì bạn nhận về là 0,45 đô thì tương đương với lợi nhuận của bạn là 8%. Thì mình cái này là bài toán như vậy. Còn khi mà áp dụng thực tế thì cái tỷ suất lợi nhuận bạn sẽ tăng lên nữa, tại vì bạn sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn đối với gói bonus của sàn đang hỗ trợ. Nó giống như là cái margin á, bạn có thể mượn thêm margin từ sàn để có thể mua thêm cổ phiếu nữa. Thì cái tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn. Chỉ vậy thôi.
Rồi, mình quay về cái phần mở tài khoản thì chắc là Bảo Khang xin lướt nhanh qua nha. Tại vì mở tài khoản cho một cái sàn thì nó cũng không quá khó để các bạn có thể mở. Thì chỉ cần các bạn bấm vào chữ đăng ký, rồi điền thông tin của các bạn lên, chẳng hạn như là tên, họ, năm sinh, quốc gia, số điện thoại và email. Các bạn lưu ý là họ và tên ghi không dấu nha, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn sau này về xác minh chứng minh dân này kia thôi. Rồi, thì sau khi các bạn đăng ký xong á, thì nó sẽ trả về một cái mail cho các bạn gọi là cái mail chào mừng. Thì trong đó nó sẽ để thông tin về cái thông tin đăng nhập của các bạn và cái mật khẩu. Thì các bạn sẽ dùng thông tin đó để quay lại và bấm đăng nhập vào trang web Boston Med. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn có thể vào phần tài khoản và phần mở tài khoản thật để mà các bạn có thể xác nhận để mở một cái tài khoản giao dịch. Thì ví dụ các bạn có thể chọn tài khoản standard hoặc là bốn loại tài khoản mà giống như lúc đầu mà Khang có chia sẻ với các bạn á, thì các bạn chỉ cần chọn thông tin, chọn đòn bẩy, chọn về cái tiền tệ và bấm tiếp tục. Thì sau đó nó sẽ ra một cái tài khoản giao dịch cho các bạn. Thì thông tin này nó sẽ trả về mail một lần nữa, thì các bạn có thể dựa trên đó. Nó sẽ gồm có tên đăng nhập, vào cái máy chủ và cái đòn bẩy, vào cái tiền tệ và cũng như sẽ có hai mật khẩu. Nhiều nhà đầu tư hay hỏi bảo là tại sao có hai mật khẩu. Thì đầu tiên á, cái chữ mật khẩu không á, các bạn sẽ hiểu nó là mật khẩu giao dịch. Tức là các bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu này để mà có thể đặt lệnh giao dịch. Còn cái mật khẩu nhà đầu tư sẽ còn gọi hay hay được gọi gọi là passview, hay còn gọi là mật khẩu chỉ để nhìn không thể giao dịch được. Để cho những người khác có thể tiện theo dõi tài khoản của bạn hơn đó, thì bạn có thể dùng một cái mật khẩu chính để giao dịch và mật khẩu nhà đầu tư để đăng nhập những cái thiết bị khác để theo dõi về tài khoản của mình. Rồi, còn MT5 hiện tại là bên nó đang hỗ trợ cho các phần mềm và cũng như trên các thiết bị như là Android, iOS và cũng như PC thì nó đã đầy đủ rồi. Chỉ riêng các bạn sử dụng MacBook đó, xài macOS đó, thì bắt buộc các bạn phải sử dụng là trên cái phần mềm giao dịch trên web. Còn lại là các bạn có thể download là các bạn lên CH Play tìm MT5 hoặc là lên App Store tìm MT5 hoặc là tải trực tiếp MT5 dựa trên web của sàn, nó sẽ có một cái link sẵn. Thì tí nữa mình sẽ mở lại cho các bạn xem một lần nữa luôn nếu mà bạn nào cần thiết đã trên máy tính mà chưa biết. Rồi, còn về ưu đãi thì hiện tại là sàn Boston Med hiện tại có rất là nhiều cái ưu đãi để các bạn có thể hỗ trợ giao dịch. Và cũng như về phần ưu đãi về các loại phí và voucher, hiện tại về phần phí là nó sẽ gồm nằm trong một bốn loại tài khoản mà hồi nãy Khang có nói á. Ngoài ra thì khi mà các bạn giao dịch đối với tài khoản kích hoạt từ 1.000 đô trở lên thì bên chuyên viên tư vấn hoặc là bên Khang sẽ tặng cho mỗi người một cái voucher 50 đô để mà các bạn có thể yên tâm giao dịch. Ngoài ra còn tùy theo các ưu đãi dựa trên vốn của nhà đầu tư và tài khoản VIP thì như Khang có chia sẻ về các quyền lợi, nó rất là nhiều cái quyền lợi riêng, chẳng hạn như phí thấp hơn, chuyên viên hỗ trợ tốt hơn và cũng như là sẽ có những ặc được trong những cái group hỗ trợ giao dịch riêng. Còn lại thì mình vẫn sẽ hỗ trợ cho các bạn dựa trên những cái group tín hiệu giao dịch chung của mình hoặc là những cái bạn chuyên viên tư vấn riêng của các bạn hỗ trợ riêng. Rồi, bây giờ tới phần hỏi nha. Thì không biết là bạn nào còn câu hỏi nào mà trong suốt cái buổi mà mình chia sẻ, các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể hỏi trực tiếp lại nha. Bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn luôn. Ok, mình sẽ để thông tin này và nhận câu hỏi đến 8 giờ 5 nha. Thì các bạn cứ đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời cho các bạn.
Ok, vậy thì Khang sẽ bắt đầu trả lời về các câu hỏi của các bạn nha. Đầu tiên là có cách nào tạo tài khoản và giao dịch mức khoảng 50 đô đến 100 trước để thử không bạn? Thì đối với vốn kích hoạt thì anh có thể kích hoạt thấp hơn 500, nhưng mà cái vốn tối thiểu á, thì em khuyến cáo anh giao dịch đó là từ 500 trở lên. Tại vì ví dụ như anh nạp 500, anh giao dịch 50 thì cũng chẳng chẳng khác nào là anh nạp 50 để dịch 50 đó. Tuy nhiên thì anh sẽ nhận được những cái chính sách ưu đãi hơn về sàn, chẳng hạn như về bonus. Tại vì đối với tài khoản 500 thì anh đã được kích hoạt về cái bonus là 100 đô để mà có thể cải thiện về cái tài khoản giao dịch và cũng như sẽ không bị vướng phải margin. Margin như hồi nãy Khang có chia sẻ, tức là một cái phần bảo vệ để mà giảm rủi ro khi mà không thể nào mà cháy tài khoản được. Tức là khi mà tài khoản các bạn giảm về mức 30% là nó sẽ cắt sạch cả các lệnh đóng tài khoản cho bạn. Tức là bạn sẽ luôn bảo toàn cái số vốn của các bạn giao dịch. Thì cho nên đó là lời khuyên mà tại sao các bạn nên kích hoạt tài khoản tối thiểu 500 đô. Thứ nhất là những ưu đãi nhiều hơn. Cái thứ hai là giao dịch tốt hơn. Tại vì chưa kể các tài khoản dưới 500 là chưa tính được là tài khoản stand, thì cái phần phí nó sẽ rất là cao. Có thể trượt lên đến là hai giá. Thì ví dụ như các bạn bỏ ra 500 đô để mở tài khoản nhưng mà các bạn giao dịch 50 đô thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chứ đâu cần mình phải bỏ 50 đô để mà kích hoạt giao dịch đúng 50 đô. Tại vì nó đâu liên quan gì tới cái phần mà các bạn đang chịu rủi ro đâu. Các bạn đang tính là các bạn bỏ 500 đô nhưng mà thực tế các bạn giao dịch có 5 đến 10 đô trên một mỗi lệnh giao dịch thì nó cũng y chang là các bạn kích hoạt vừa giữa tài khoản 100 và tài khoản 500 mà. Vốn bao nhiêu được hỗ trợ thì bạn có thể kích hoạt tài khoản từ 500 đô là sẽ được hỗ trợ rồi nha. Bonus của sàn ra sao? Bonus thì bên sàn sẽ cung cấp cho bạn cả hai loại về bonus giao dịch và cũng như bonus trị giá. Thì bonus giao dịch thì mình có thể hỗ trợ cho bạn là 100% so với tài khoản, và cũng như nếu mà các bạn kích hoạt từ cái mức 2.000 trở lên, 1.000 hoặc 2.000 trở lên thì mình có thể 5.000 trở lên chứ là tài khoản VIP á, thì mình có thể xin xác nhận cho bạn là về phần bonus 200%. Tại vì hiện tại là bắt buộc kích hoạt trên 5.000 thì bên sàn nó sẽ trích chính sách 200% cho các tài khoản giao dịch của các bạn. Còn bonus này, đối với bonus hỗ trợ giao dịch thì nó sẽ giúp cho bạn mua tích trữ nhiều hơn. Thay vì bạn mua đúng 500 đô thì ví dụ bạn kích hoạt 500 đô, bạn nhận được thêm 500 đô là bạn có thể giao dịch lên tới là 1.000 đô. Starbucks chia 11 tháng 8 mà giờ mua được đúng không? Mua được bình thường nha bạn. Phải mua trước ngày 11 tháng 8, tại vì ngày 11 tháng 8 là ngày chia nên là mình phải mua tối thiểu là đến ngày 10. Ngày 10 là kết thúc, ngày 11 là các bạn đã nhận rồi. Tại vì khi thị trường mở phiên ra đầu phiên á, là các bạn đã được nhận về cái tiền cổ tức này rồi. Nên là không thể nào đúng 11 tháng 8 các bạn mua được mà phải mua trước đó. Ví dụ các bạn mua chậm trễ nhất là tối ngày 10, ngày 10 thì qua phiên ngày 11 là chưa mở phiên 5 phút là các bạn đã nhận được tiền cổ tức rồi. Chương trình cày lót tối đa bao nhiêu? Như thế nào mới nhận được cày lót? Cái này sẽ tùy là tài khoản và tùy cách giao dịch của các bạn nha. Tại vì các bạn có thể nhận về cày lót của Forex hoặc là hàng hóa thì nó sẽ dao động từ 3 đô lên đến 10 đô. Tùy lót giao dịch và tùy loại tài khoản giao dịch của các bạn. Mình mới vừa tìm hiểu về thị trường sản phẩm nào ít rủi ro. Thì như hồi nãy Khang có chia sẻ thì bạn nên giao dịch về cổ phiếu. Tại vì thứ nhất, giao dịch cổ phiếu bạn nắm nắm được thông tin về thị trường, nó sẽ là những thông tin ít nhưng mà là nó sẽ xác định được cái xu hướng dài hạn của nó. Thì thứ nhất bạn sẽ có được thông tin nhiều hơn về cổ tức, về thông tin về các báo cáo doanh thu hoặc là ra mắt sản phẩm mới, thì những điều đó sẽ giúp cho các bạn giao dịch ít rủi ro nhất và các bạn có thể quản trị vốn được tối đa mà không cần phải tính toán quá nhiều. Có cách nào có thể nắm bắt được ngày mua vào tốt nhất không ạ? Thì đối với câu hỏi này á, thì bạn phải xác định được cái mã cổ phiếu đó là về tốc độ tăng trưởng của nó như thế nào, xác định được cái điểm mà nó sẽ rớt là bao nhiêu trong phiên và xác định được cái đường trung bình giá của nó, thì các bạn có thể dựa trên đường đó và mua vào. Còn nếu mà bạn vẫn đắn đo về cái điểm mua vào thì bạn có thể hỏi trực tiếp trên các group giao dịch của bên Khang hoặc là nhắn tin riêng cho Khang, thì Khang sẽ đưa những cái mức giá các bạn có thể mua vào. Còn thấy các bạn hỏi là làm sao để nạp tiền vào giao dịch thì các bạn sẽ có thể chọn hai cách. Một là các bạn nạp trực tiếp qua trang web sàn, thì các bạn sẽ vào sàn, vào phần nạp tiền đó, các bạn nạp trực tiếp qua cổng Help2Pay hoặc là Paychex88. Còn hoặc là bạn có thể nạp trực tiếp
dưới dạng cổng thanh toán payment. Thì cái này bạn có thể liên hệ mình để mình có thể chỉ rõ hơn cho bạn về cách nạp tiền để bạn có thể yên tâm. Đầu tư 2.000 có được hỗ trợ kế hoạch đầu tư không? Có bạn, thì mình sẽ hỗ trợ cho bạn về những cái bản kế hoạch đầu tư cũng như là đưa ra những cái vùng giá bạn nên mua vào. Thì đối với cổ phiếu nó sẽ không có cái mức giá nào là đẹp nhất để mua, mà bạn phải chia ra nhiều mức và mức nào phù hợp nhất để mua vào và bán ra. Thì bạn sẽ xây dựng cái chiến lược như vậy, thì bên mình sẽ hỗ trợ cho bạn về cái đó. Tài khoản 5.000 nên mua con gì hợp lý? Thì gồm 3 mã mà mình có giới thiệu cho bạn đó, thì các bạn có thể tích trữ dần, và nếu mà vùng giá của nó càng rớt xuống thì các bạn nên mua vào thêm từng mức giá khác nhau. Thì như vậy thứ nhất nó sẽ an toàn cho tài khoản, cái thứ hai là bạn sẽ tích trữ được nhiều vùng giá đẹp, và cái thứ ba thì bạn nên phối hợp giữa giao dịch giữa cổ phiếu và ngoại hối hoặc là cổ phiếu và hàng hóa, thì nó giúp cho các bạn tăng lên cái lợi nhuận ngắn hạn để nuôi được cái lợi nhuận dài hạn của các bạn khi mà các bạn giao dịch về cổ phiếu và cũng như về ngoại hối. Cổ phiếu bên mình nắm tối đa được bao nhiêu phần trăm là có lợi? Câu này mình chưa hiểu ý bạn lắm. Tức là bạn đang hỏi là cái rủi ro là đang là bao nhiêu, hay là ý bạn hỏi là cái thông tin của cái thương vụ này là chính xác bao nhiêu phần trăm? Thì nếu mà bạn hỏi về thông tin của thương vụ là chính xác bao nhiêu phần trăm nhận được á, thì là 100% bạn sẽ nhận được về cái giá trị cổ tức nha. Còn cái bạn đang quan tâm á, à, là chắc chắn 100% nhé, thông tin thương vụ nó là đúng 100%, tại vì đó là cái lịch chi cổ tức của doanh nghiệp, tức là cái tiền này là doanh nghiệp chắc chắn sẽ chi trả vào ngày đó và đã được thông báo trước, giống như là trả tiền lương á, thì là bạn làm hết một tháng thì ngày 10 này là công ty sẽ trả lương cho bạn, thì nó giống như vậy á. Thì khi bạn mua cổ phiếu của họ thì họ sẽ chi ân các bạn, thì họ sẽ chi trả cái mức cổ tức như trên, nên là thông tin thương vụ là sẽ chắc chắn đúng 100%, không thể nào sai lệch được. Bao lâu rút lợi nhuận được? À, bây giờ bạn nạp tiền vào bạn rút ra liền vẫn được. Tức là khi nào bạn muốn giao dịch hoặc là muốn rút thì cái vấn đề đó sẽ bạn thực hiện là rút trên trang web thôi, chứ không có điều kiện quy định nào về vấn đề nạp rút hết đó. Rồi, vậy là nếu mà không có câu hỏi nào nữa thì Khang xin kết thúc về cái phần chia sẻ của Khang ngày hôm nay. Có liên kết ngân hàng. Liên kết ngân hàng tức là cổng thanh toán là có liên kết, bạn có thể nạp qua các cổng thanh toán và cũng như về nạp trực tiếp cũng được. Được bạn. Cái đó có liên kết đó, tức là nó sẽ liên kết rất là nhiều loại ngân hàng, thì bạn có thể chuyển trực tiếp qua cái cổng thanh toán. Bạn có thể lên trực tiếp và nó sẽ để thể hiện cụ thể các ngân hàng, hoặc là bạn có thể chuyển khoản dạng internet banking giữa cá nhân cho doanh nghiệp á, thì như vậy nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho bạn nữa, cũng như là nó đủ đầy đủ pháp lý cho bạn luôn, là bạn sẽ yên tâm về cái nguồn tiền kích hoạt vốn của bạn. Rồi, vậy thì nếu mà không còn câu hỏi này nữa thì Khang sẽ xin kết thúc về cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mà các bạn nào có câu hỏi thì có thể nhắn tin riêng qua cái số điện thoại ở dưới cuối mà Khang đã có để thông tin cho các bạn, có thể nhắn tin cho Khang nha. Vậy thì Khang xin chúc các bạn có một cái sức khỏe thật là tốt để có thể chống lại đợt dịch Covid này, và cũng như có thể đầu tư đem lại thật nhiều lợi nhuận cho bản thân để có một cái nguồn vốn để có thể chống lại dịch bệnh lần này. Cảm ơn các bạn nhiều và xin chào các bạn.